xâm phạm bí mật thư tín điện thoại được quy định tại điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015. Đọc lại là nó phải nghiêm trọng. Được quy định tại điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015. Vâng. Nghiêm trọng nó phải lâu một tí. Người phạm tội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi và còn bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Hôm trước mình vui lắm, mình xem chi này mình vui lắm. Mình cầm về mà đây đọc đi phát tí xảy ra án mạng. Thằng nào nghĩ ra cái luật này? Con định đánh vào cái thằng nghĩ ra luật. Thế bỏ mẹ chứ. Không phải anh, thằng luật sư nào nó cũng bị đọc trộm tin nhắn thôi. Thế mọi người lại còn dọa đánh vào cái thằng hỏi họ địa chỉ. Họ địa chỉ nhà người, cái thằng làm luật này. Thế là bình thường là vợ anh là hay đọc trộm tin nhắn của anh không? Ôi trời, không bao giờ mà anh đọc trộm tin nhắn. Đọc công khai luôn, sao phải trộm? Tôi nhá, tôi đặt công khai luôn. Thằng nào vào đây bắt tôi. Bố ai dám bắt bà ấy. Mà nếu mà mình tố cáo vợ mình nhá, thì ai nuôi con mình? Mà mình tố cáo vợ mình xong nhá, chắc chắn là tin nhắn chung thân. Nếu có 3 năm, mình trở thành triệu phú luôn. Tiền phạt nhiều lắm. Đây nhá, nói nhá. Đây nhá, vi phạm nhiều lần này, có tính hệ thống này, mưu đồ toan tính kỹ lưỡng này, lừa đảo nạn nhân nhằm thỏa mãn cái dục vọng đê hèn là đọc trộm tin nhắn này, thực hiện mọi hành mọi cách, kể cả vi phạm pháp luật như cấm vận, hỏi cung, tra tấn, dọa đem con về nhà ngoại, dọa mách mẹ chồng, vân vân và vân vân, để nhằm mục đích đọc tin nhắn này. Sau khi được toại nguyện nhá, tức là đọc xong tin nhắn nhá, đã không chịu nhận thức về sai lầm mà còn đập điện thoại và dọa ly dị với khổ chủ. Khổ chủ đấy. Sau đó bắt khổ chủ phải xin lỗi. Mẹ vô lý không? Vô lý. Đấy. Hứa không tái phạm. Lại bắt mình hứa không tái phạm. Ông Tuấn ơi, xã hội giờ bất công. Đấy. Lẽ ra mình phải là người được xin lỗi. Mà tự nhiên trở thành người xin lỗi. Loạn hết rồi. Tôi phản đối. Đấy. Nói bé thôi. Nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Đấy. Không chứ là mình tay ở đây nhà đấy. Nó không vớ vẩn đập cả máy quay đấy. Đấy. Nói bây giờ anh em nói phản đối thì anh em nói nhỏ thôi. Tôi phản đối. Nó căng lắm. Quay ở đâu thì nó nói dễ chứ quay ở nhà nó hơi bị khó. Ai, bây giờ không vớ vẩn anh em lại liên đới. Vâng. Bây giờ mẹ thì nên lạch cạch cửa mở. Là chết đấy. Thằng nào phản đối đấy. Tâm lại căng. Mình vứt điện thoại lên bàn nhé, vào.